Hôm nay tôi sẽ vào vai anh thợ sửa ống nước. Ý tôi là sửa máy hạt nhân đấy anh em ạ. Tôi mới mua một cái bộ skin khá là ngầu và cool luôn anh em. Tôi thì cực kỳ thích nó luôn ấy, nhìn nó hợp vãi. Nói chung là đi vô đây chủ yếu là sửa hạt nhân thôi, không là đồng đội của tôi thì ít cái khối hạt nhân cái cũng chết rồi anh em ạ. Đấy, tôi sẽ cố gắng hoàn thành những cái này anh em. Đi chung, tất cả mọi người hãy đi chung. Vì qua cái trạm này để tôi sửa một cái gọi là cái dây điện anh em ạ, nối dây điện. Ơi, Wait, man, từ từ. Ủa mày nguy hiểm thế nhờ, ui, VNLUS. Ui, chắc luôn, tôi chắc nó luôn, hình như là vậy anh em ạ. Ủa mình nhịn nó lâu lắm vậy đi nhá. Tôi thấy nó giết người thở ràng. Black đi anh em ơi. Chặt luôn em ơi, chặt luôn. Thầy tôi cũng có chơi em này đấy. Vốt chết bà thằng đó. Ui, không biết có phải thằng Hải không. Thì tôi thấy cái xác ở đây nè anh em ạ. Hay là tôi đi sửa cho xong cái khúc này cái đã, để cho nó bờ rồ lên phát. Đây, sửa cho xong cái khúc này. Ok. Vậy thì sao không thấy thằng nào đi sửa, sao có mình tôi thế nhỉ? Ôi, sao mấy người đi đâu, không thấy thằng nào trên camera luôn á. Thật sự luôn á, không thấy được một thằng luôn á anh em. Ôi giờ chết rồi. Tôi quốp lộn rồi anh em ạ. Trong game này chỉ có sửa thôi đấy. Quẹt đấy. Ui, cút. Ui, không được. Quẹt không được, sửa đi. Mày sửa đi, tôi sửa cái này cái. Đi sửa đi. Come on. Nghĩ cái thằng ô hô này thế nhỉ. Đi sửa. Sử dụng. Ok, xong rồi. Tất cả mọi người đều xong. Security nè anh em. Đấy, có một thằng. Ôi. Không thấy ai, tôi thấy được một thằng xanh. Tôi sẽ đứng đây tôi xem thôi anh em. Gì đây. Trời, ba thằng chết rồi anh em ạ. Kìa thế nhờ. Orange, màu cam à. Red man. Tôi nghĩ là thằng red anh em. Tại sao nó đổi thường? Light blue à. Tôi mới vừa vote thằng cam xong giờ nó kêu vote light blue. Giờ thì tôi tin thằng màu đỏ chút xíu thôi chứ tôi cũng không tin nó lắm đâu. Rồi có thằng tự nhận nó luôn để hiểu. Không phải thằng đó rồi, sai rồi, thế là thằng orange rồi. Giờ chưa có bằng chứng, nó chưa giết tôi mà anh em. Ok, xong một cái. Sợ thế nhờ. Giờ tôi sẽ né cái thằng màu cam ra. Nói chung là né đi cho nó chắc. Sao mấy chúng nó không đi sửa nhờ. Nãy giờ có mình tôi thôi đấy. Rồi, cái thằng màu đỏ này. Cái đó nó có gì đâu mà. Nó đứng nó chi ta. Còn hai cái phòng trên đây. Còn phòng là vũ khí. Ôi. Bớt. Bỏ đi nha. Wi-Fi anh em. Đào loát cả đã. Tôi biết giết được nhiều người rồi. Nãy giết 3 người, giờ không biết giết nhiều người rồi anh em ạ. Gì nữa? Thêm một thằng chết nữa anh em ạ. Vô. Tao làm nhiệm vụ nha. Cái thằng này nó đang đổ thừa cho tôi. Nó không biết luôn ạ. Trong khi đó tôi đi sửa máy đấy. Xanh á. Hình như nó đang vote tôi anh em ạ. Nè. Mày xạo, nó lừa này thì lừa hả mày? Lừa này, cho dù là nó không phải là anh kia nhưng mà nó vẫn bị anh em ạ. Tại nó lừa tôi đấy, tôi nghĩ là hàng màu đỏ đấy. Thằng đỏ lại nó đổi thừa cho tôi. Thì tôi cũng nghi ngờ. Chút xíu sau tôi sẽ vote thằng đỏ nha. Đây tôi sẽ vote thằng đỏ, tôi sẽ vote red. Ok, cứu thế nha. Sao mấy này nó dễ tin thế nha. Tôi đẹp trai như vậy mà nó vẫn loại tôi. Cây thế nha. Trời ơi, nó bố láo thằng đỏ, chắc luôn, tôi nói thằng đỏ luôn á. Thật sự luôn ấy. Thua luôn thì phải, tôi làm xong tất cả cái gì của tôi rồi. Mà mấy anh kia nó không chịu làm. Cụ lắm, thằng màu đỏ đấy. Tôi nghĩ là cái thằng màu đỏ đấy. Orange blue. Đây là những pha xử lý đi vào lòng đất thôi anh em. Bố mày sửa lộn chỗ rồi bên đây nè, mấy quỷ này. Hồi xưa tôi cũng có chơi trò này rồi nhưng mà tôi giết người vô tư lắm. Chả biết cái gì hết, cứ đụng là giết thôi. Đấy, ngon chưa, nó nói cái gì ấy. Tôi còn không hiểu. Ôi, có kim cương, lầm kim cương.
Con kim cương trên đây cũng là không có giá trị gì anh em hết rồi. Uầy, một người chết rồi, một người chết rồi. Có nghĩ là tôi nên chọn Black không ta? Black luôn nha. Lỡ chọn Black rồi chơi tới luôn chứ sao giờ. Ui, bằng nhau luôn anh em ạ. Nó tự chọn nó luôn kìa. Nói chung là giờ tôi phải đi sửa máy lẹ. Sao mấy thằng này nó không chịu sửa máy vậy ta? Nên sửa đi chứ. Tốc độ thôi nào. Ui. Điện, sửa chữa điện anh em ạ. Điện hư rồi. Qua phòng điện cái, qua phòng điện chắc chắn cực kỳ nhiều người. Hiến nha. Và trong đó sẽ có một thằng sát nhân. Thằng xanh chết rồi anh em ạ. Giờ chơi Black luôn nha anh em. Tôi sẽ vote Black luôn. Nói ngắn gọn. Ở đây chúng tôi không nói nhiều. Skip vote rồi xong toán rồi. Đấy. Mày xạo hả mày? Rồi xong, còn thằng là Orange luôn đó anh em. Nó đi sửa đi, cho mấy kia đi sửa, cho mấy kia đi sửa. Tôi phải nói cái dây này lẹ. Mấy này nó không chịu đi sửa điện. Bực thật sự ấy. Ôi, thấy chưa, ngu. Thằng này đấy. Toàn à. Win rồi anh em. Quá dễ. Hôm nay thì đang sửa mà giết người à. Easy man. Đấy, tôi đứng top luôn thế. Giờ tôi là nhân viên khoan giếng đồ các thứ, làm gì mà ra tiếng ồn đấy anh em. Đeo hai cái tay như cái DJ vậy đấy. Cho nó sửa nha, tôi sẽ quan sát. Đồng lắm. Quay. Bậy nha bạn. Ôi. Tôi sợ mấy này lắm. 20 à. Lá nữa. Đấy. Ngon. Vô đây, trên đây. Mấy anh kia nó không chịu làm nha. Tôi làm thấy bà nội luôn, mấy anh kia không chịu làm. Ba người chết rồi. Không nói nhiều, vote luôn. Bố mình không nói nhiều, ở đây chúng tôi không nói nhiều, lặp lại luôn. Sao nó vẫn chưa vote nha. Cái Orange mà nó vẫn chưa vote anh em. Ôi, nó vote là Blue anh em à. Vote thằng xanh dương. Mấy này chơi đường làm nẻo bay. Tôi hết nhiệm vụ để làm rồi đấy. Giờ tôi sẽ đi quan sát thôi. Tôi thấy một thằng xanh đi vô đấy. Nó vô hiệu hóa rồi anh em. Nó vô hiệu hóa tất cả cái thiết bị điện tử rồi à. Cái sóng á. Cái sóng, cái này là cái sóng. Ủa nào đóng cửa tôi rồi. Ui nó nhốt luôn rồi anh em à. Tôi chỉ là nhân viên khoan học. Holy shit. Bố mày report. Tôi nghĩ là thằng Y đó anh em, tại nó không làm gì hết. Tôi nghĩ là thằng Y nó chả làm cái gì hết anh em ạ. Còn mấy anh này không biết hiểu tiếng tôi không thì tôi cũng chả biết nữa. Còn bên kia nó lẹ. Đi gì mà lên mà. Chạy đi. Hít. 2. 1. Quán này có nhiều thứ để sửa nè anh em. Bên đây là bên cái phòng điện là quá trời luôn ấy. Ui xanh nó nhốt luôn à. Đi, qua phòng điện. Đi. Mà cày thế nha. Tôi mà nhấn được nút report, tôi report nó lâu rồi đấy. Rin đây. I smell pennies. Thôi ôi, màu xanh luôn kìa anh em à. Màu xanh đai rồi, màu xanh lên đường rồi. Ui. Vót đại. Nó vót thằng đỏ rồi à. Thế hả? Gì nữa? Lẹ thế. Mới vô. Bố cha nó là bấm đại, bấm nhầm anh em à. Đang đi sửa ngon lành thì nà, gặp mấy thanh niên trước chân đập mặt vào cái nút. Tôi nghe cái thằng xanh lắm. Đi chung đồng thế nhờ. Ui nó đi theo tôi kìa anh em. Nó đi theo tôi đấy. Sửa đi, sửa khí oxy. Ý khí oxy kìa. Ái xịt. Ôi I see the purple. Sao mà có thể chối được khi mà anh em tao đông đến như vậy. Quăng mày ra đấy. Đấy tôi nói mà. Những pha xử lý đi vào lòng đất nha. Bố mày sửa cho. Cút. Đấy. Xong rồi đấy. Ủa bố mày này phá quá anh em ạ. Tôi sẽ chỉnh cơ mà. Ok. Thôi coi. Ôi. Hình như tôi thấy thằng đỏ vừa mới ra.
Red, 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 red. Tôi thấy mày xạo không mày? Đi luôn. Không, không phải do tôi đâu anh em à. Tại biểu nó nghi ngờ quá chứ, biểu vừa bước ra cái phòng đó tôi vừa thấy cái xác luôn. Bớt đi nha, bớt đi nha, bớt đi nha. Bớt đi nha, bớt đi nha, bớt đi nha. Thôi đi anh em à. Ai, còn có 3 thằng thôi đấy. Nó không chịu sửa điện luôn má ơi. Okay. Hết luôn, nó vót ngược lại tôi luôn anh em à. Ê, tôi biết ngay mà. Lẹ vãi, anh Yên lẹ vãi. Vót con bà luôn. Yeah, chết mình rồi con ạ. Ơ Sành đó thằng. Và thử server châu Âu, Bắc Mỹ. Tôi chơi thử coi nó ra sao anh em ạ. Đi lẹ đi nào. Bố có thằng chết, có thằng chết. Just do it. Why bro? Ta là cảnh sát thân thiện vãi shit ra luôn ấy.